Mỗi lần mà Nhân nhìn thấy tấm biển này thì Nhân tưởng tượng ra cái nỗi đau của những nạn nhân năm đó, cũng như là của những gia đình đã nhận thân nhân của mình về á, thì phải nói là cái sự đau đớn có lẽ là tột cùng. Nghĩa trang đường sắt 1982 nơi đây không chỉ là một nơi lưu giữ rất nhiều những ký ức đau thương, là một nơi yên nghỉ của rất nhiều những vong linh vô danh vô thừa nhận, mà còn là một nơi đã từng có rất nhiều những câu chuyện tâm linh được người ta đồn thổi với nhau, và rất nhiều những người cũng gặp những hiện tượng kỳ lạ ở nơi này, và người ta đồn thổi về những vong hồn vất vưởng, những vong hồn còn chưa siêu thoát ngay bên cạnh đường tàu này. Hương hoa thịnh, hương hoa ý à, triệu thịnh, cô hồn nghe triệu nghe mời xin đến mau, cô hồn nghe triệu nghe mời xin đến mau, cô hồn nghe triệu nghe mời xin đến mau. Chợn ngôn phá địa ngục an già ra đi già ta bà 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 an. Là những cái phần mộ vô danh này, họ không có thân nhân và cũng không có một ai để quan tâm cúng dường, nên cảm thấy lạnh lẽo. Bản thân họ đã chết vì tai nạn không là rất là đáng thương rồi, nhưng mà lại như vậy không ai quan tâm. Mà bây giờ được ở đây các vị quan tâm này rất là có một chút cảm động. Nên chính vì mà làm vậy chúng ta bẻ được cái niệm cô đơn của họ, họ sẽ siêu, chứ không phải là do tụng kinh mà để họ siêu. Tụi con thấy nó có cái kỳ điều hy hữu, mà cái này rất nhiều lần là khi cúng trời nắng trang trang, họ đứng nắng mồ hôi ra, mà cúng xíu là trời mây đen kéo đến, mà cúng xong hết rồi trời lại đổ mưa. Vấn đề tâm thành thì về dạng vật điều thành thì cũng có, nhưng mà thôi mình đừng nói vậy, nói về cái ngã mình tăng lên. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hôm nay thì Nhân cùng với quý Phật tử và anh Bùi Hồ, sư phụ Trúc Phương, có quay trở lại một nơi mà Nhân đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện trong những video trước. Đó chính là Nghĩa Trang 17 tháng 3 1982, hay còn được mọi người biết đến là Nghĩa Trang Đường Sắt. Ở nơi đây đang chôn cất, như thông tin trên tấm bia này đây, là 85 nạn nhân chưa xác định được danh tính ở trong vụ thảm nạn đường sắt đã diễn ra vào năm 1982. Đó có thể nói là một thảm nạn khốc liệt nhất trong lịch sử ngành đường sắt, và đã khiến cho rất nhiều những người ở trên chuyến tàu đó phải bỏ mạng. Trong những lần trước Nhân đến đây thì cũng đã cùng với sư phụ Trúc Phương, quý Phật tử, và nhờ sự phát tâm của quý Mạnh Thường Quân đã xây được cho nơi đây 90 tấm bia cho những người vô danh vô thừa nhận ở đây rồi. Và hôm nay thì sau một năm dịch bệnh, Nhân cùng với sư phụ, quý Phật tử trở lại đây viếng thăm nơi này và tổ chức một buổi cúng thí thực để cầu siêu cho những nạn nhân ở ngay tại nơi này. Và mỗi lần Nhân đến đây thì một cái cảm giác nó rất là lạ, vừa đau xót vừa có một cái sự gì đó rất là bồi hồi. Mỗi lần mà Nhân nhìn thấy tấm biển này thì Nhân tưởng tượng ra cái nỗi đau của những nạn nhân năm đó, cũng như là của những gia đình đã nhận thân nhân của mình về á, thì phải nói là cái sự đau đớn có lẽ là tột cùng. Không ai nghĩ đi một cái phương tiện như là đường sắt mà lại có một cái tai nạn thảm khốc đến như vậy. Thì đây là Nghĩa Trang nằm ở Trảng Bơm, tỉnh Đồng Nai. Tấm bia này thì của đường sắt Việt Nam đã lập nên để tưởng niệm, và khu Nghĩa Trang này cũng là một nơi để những nạn nhân có thể an nghỉ. Bây giờ thì Nhân sẽ vào bên trong và Nhân sẽ sắp một cái đèn cúng thí thực, gồm những cái phẩm vật của quý Mạnh Thường Quân, quý Phật tử đã phát tâm ủng hộ vào quỹ vong linh để cúng cho các nạn nhân ở nơi này. Khi đến đây thì anh em thấy là không biết cái phần này cũng của ai đó, chắc là của những người dân hoặc là ai đó thương tình biết cho nên đến đây cúng. Em chúc anh em chắc cũng dọn lại cái này, bởi vì thấy nó cũng khá là bừa bộn. Và hôm nay quay trở lại đây thì thấy là những tấm bia ở nơi này vẫn còn vẹn nguyên. Nói chung là sau một năm thì những tấm bia này chỉ bị đất cát nó hơi dơ một tí thôi. Một tí thì các anh em sẽ lau dọn lại, chùi lại cho nó sạch.
Còn lại thì không có tấm bia nào hư hỏng hết, cũng rất là mừng. Bây giờ thì chắc là tranh thủ để sư phụ có thể bắt đầu buổi cúng. Xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, quý Phật tử đã phát tâm ủng hộ vào quỹ vong linh trong thời gian vừa qua. Có Nhâm Ngọc Kim Hậu 1 triệu đồng hồi hướng cho mẹ Nguyễn Thị Kim Yến, Trần Quốc Bảo 1 triệu đồng hồi hướng cho ông nội Trần Văn Chơi, cô Đức Trí 500, Tiểu Phụng 200, gia đình Thiện Phước 500, Lâm Thị Thu Thủy 300, Facebook Fendian 300, Lê Anh Tuấn 100, cô Hồ Thị Năm 3 triệu. Xin được hồi hướng công đức này về cho quý mạnh thường quân và gia đình nhiều sức khỏe, an lạc. Sau một hồi thì các Phật tử cũng như là em Nhân với lại Bùi Hồ thì sắp cũng đã xong cho cái buổi cúng thí thực hôm nay. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ta. Hợp lòng kính xin triệu thỉnh pháp giới sáu nẻo thập loại cô hồn, diện nhiên thông lạnh cỏ lá lì tì, bụi cát bùng đất gỗ mục rệ bả, các loài quỷ mị vọng lượng trệ phách cô hồn, âm hồn quan hồn miểu tử nam nữ tử nhân, già trẻ gái trại thai nhi súc sảo đẳng đẳng chư vị vong linh, chiến sĩ dị quốc dòng thân nam bắc giao tranh tử nạn xa trường lương dân tử nạn đồng bào tử nạn tùng tán mạng tai hoạn hồn miểu tử, chư vị vong linh chết vì tai nạn giao thông, chết trôi chết nổi nhiều ơi vô số, chết vì dịch bệnh khó mà phân trần cho hết, đã không có phần mộ che thân, lại chẳng ai thờ phụng, suốt ngày vất vơ vất vưởng nương cây nương cỏ làm nhà mộ quan làm nơi cư ngụ, thật là đáng thương đáng tội. Giờ cũng hôm nay triệu thỉnh cô hồn khắp nơi văn tập pháp đàn thọ tư hiến thực, hương hoa thỉnh hương hoa ý à, triệu thỉnh cô hồn nghe triệu nghe mời xin đến mau, cô hồn nghe triệu nghe mời xin đến mau, cô hồn nghe triệu nghe mời xin đến mau. Lấy cái chừng nhàn á, lấy cái nhàn cắm vô, mò vô trong cái đèn cây cắm. À, giới ai muốn thấy và muốn hiểu chư Phật có mặt trong ba đời, người ấy bái quá nhiều pháp giới, tất cả đều do tâm mà ra, chẳng ngôn phá địa ngục an, già ra để già ta bà hang, 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 già để già ta bà hang, già để già ta bà hang, chẳng ngôn triều thần nam mô bồ bồ đề rì già rì ra rì ra na na ra ya, nam mô bồ bồ đề rì già rì ra rì ra na na ra ya, nam mô bồ bồ đề rì già rì ra rì ra na na ra ya, nam mô bồ bồ đề rì già rì ra rì ra rì, nam mô bồ bồ đề rì già rì ra rì ra na na ra ya, nam mô bồ bồ đề rì già rì ra rì ra na na ra ya, nam mô bồ bồ đề rì già rì ra rì ra na na ra ya. Nghĩa trang đường sắt 1982 nơi đây không chỉ là một nơi lưu giữ rất nhiều những ký ức đau thương, là một nơi yên nghỉ của rất nhiều những vong linh vô danh vô thừa nhận, mà còn là một nơi đã từng có rất nhiều những câu chuyện tâm linh được người ta đồn thổi với nhau. Rất nhiều những người dân địa phương khi đi làm đồng, khi đi làm vườn, ngang qua khu vực này thì gặp những bóng dáng, những âm thanh và những câu chuyện làm cho người ta phải rùng mình. Và rất nhiều những người cũng gặp những hiện tượng kỳ lạ ở nơi này. Và người ta đồn thổi về những vong hồn vất vưởng, những vong hồn còn chưa siêu thoát ngay bên cạnh đường tạo này. Điều đó thì càng làm cho nơi này phần nào đó rất là lạnh lẽo, rất là huyền bí. Và chính vì vậy thì những buổi cúng như thế này hy vọng rằng sẽ giúp cho nơi này phần nào đó ấm cúng hơn. Và sư phụ chúc phương bằng đức hạnh của mình, bằng những lời kinh tiếng kệ, thì hy vọng rằng sẽ giúp được cho những vong linh nơi đây sớm được siêu thoát.
không còn phải vất vưởng, không còn phải lạnh lẽo ở nơi như thế này nữa. Và thực sự thì mỗi lần Nhân đến đây, cảm giác thực sự rất là bùi ngùi, chạnh lòng trước những sự đau thương này. Và nơi đây thì có một phần mộ mà Nhân rất là chú tâm mỗi lần Nhân đến đây, đó chính là phần mộ đôi này đây. Đây là một phần mộ đôi, thì có thân nhân đã đến đây để nhận mẹ của mình. Nhưng mà khi mà đến đây thì không phân biệt được phần mộ nào của mẹ, cho nên là có để lại cái tấm bia này. Nếu như mà có người thân còn lại của cái vong linh còn lại có thể biết thì có thể đến đây để tìm hiểu phân biệt. Còn tạm thời thì hai phần mộ đang được chôn chung. Khi nãy các anh em sắp đèn cúng và thầy cúng thì thực sự rất là nắng luôn. Nắng mà các anh em ướt hết cả áo luôn. Nhưng mà buổi cúng chỉ vừa xong thôi, sư phụ vừa dứt câu kinh và đốt những cái phần áo giấy cho nên đây ấm cúng hơn á, thì đã chuyển mưa xám xịt hết rồi. Và bây giờ thì bắt đầu rớt hạt rồi. Và có lẽ cơn mưa này sẽ rất là lớn đây. Không biết là một sự ngẫu nhiên hay là một điều có phần tâm linh, mà thực sự thì buổi cúng vừa xong là đã mưa. Chào tất cả các vị. Hôm nay chúng ta cúng ấy, các vị phải hiểu nó là nhân duyên đầy đủ. Nghĩa là một năm trời đó, từ sau khi làm những cái mộ bia này, hình như 100 cái mộ bia lận, chứ không phải là bên nhà làm, tính 100 cái luôn, cả cái bàn thập loại của hồn. Thì năm ngoái không có đi cúng được là do dịch bệnh. Mà thầy cái phương châm của thầy mà khi làm cái gì là không bỏ. Tất cả các cái chỗ mà nơi đặt thầy đặt chân đến, đều thầy phải quay lại. Tại vì mình làm không có việc gì cầu danh, làm cho mọi người biết chúng ta làm rồi, chúng ta làm xong để chúng ta bỏ lăn bỏ lóc đó. Hôm nay đáng lẽ là phải, nếu mà lau cái mấy cái mộ bia này, nhưng mà do trời mưa chắc không lau được. Để trong tháng 7 sau khi mà ăn cư kiết hạ xong rồi chúng ta đến đây lần nữa, rồi cuối năm chắc đến đây lần nữa sơn lại cái thành này. Và cũng mong muốn á, tất cả mọi người á, Phật tử hay là mấy đạo hữu nào đến đây cúng, chúng ta cúng làm sao mà chúng ta giữ được cái phần ở đây cho nó sạch sẽ trang nghiêm. Chứ nãy thầy thấy đến cúng rồi bỏ đồ đạc lăn lóc rồi nó ôi thiêu rồi, không ai vệ sinh hết. Chúng ta là, nếu mà chúng ta làm vậy chúng ta không nên làm. Làm gì một cái tâm nó không nên làm. Và tụi con thấy nó có cái kỳ điều hy hữu mà cái này rất nhiều lần. Là khi cúng trời nắng trang trang phải đứng nắng mồ hôi ra, mà cúng xíu là trời mây đen kéo đến, mà cúng xong hết rồi trời lại đổ mưa. Cái này thì nói về cái ngẫu nhiên thôi, còn ai nói về vấn đề mà tâm linh mê tín gì, họ nói là do mình cảm quá được trời đất, thì đó là chuyện nó phi thực tế quá. Này là do ngẫu nhiên của ấy. Mà nếu mà nói về vấn đề tâm thành thì về dạng vật điều thành thì cũng có, nhưng mà thôi mình đừng nói về cái ngã mình tăng lên. Tụi con có gì hỏi thì thầy sẽ trả lời. Dạ thưa thầy, thì con cũng có đi theo thầy để mà cúng những buổi thiết thực cho các phần vong linh. Thì lần đầu tiên khi mà khá bỡ ngỡ con vô đây gặp cái phần các mộ bia để chữ là vô danh, thì được mạnh thường quân của em Nhân cũng như là thầy để mà thành lập cho các mộ bia như thế này. Thì đối với những cái phần âm á, thì những cái phần mộ vô danh như thế này á, thì ở dưới thì các phần âm có lạnh lẽo lắm hay không? Và những cái phần âm như thế này, những cái cô chú nằm ở đây thì không được thường xuyên người thân thắp hương, thì họ có cảm thấy cô đơn hay là như thế nào? Thì có thể chia sẻ cho con cũng như là các Phật tử trên con được biết. Cô đơn thì chắc chắn là chúng ta phải cô đơn rồi đó. Nhưng mà tất cả chúng ta nằm ở đây mà những người mà bị tai nạn về giao thông ấy, mà năm 1982 á, mà nằm đây là tất cả chúng ta đều là có nhân quả của chúng ta. Có người thì họ ở cái nghĩa cái mộ của họ có thể tính là bạc tỷ, con cái được phụng gọi như là chăm nhang bố nha đốt hương khói đầy đủ, nên các vị phải hiểu. Thì chính vì vậy á, tất cả chúng ta là cái phần phước mà ở những cái mộ ấy là cũng có phước, còn những cái vị đây là vô phước. Nói chung là cái phước của các vị này nó không đủ. Mà khi đó tai nạn rồi đến gặp đây người thân cũng không biết mà để mà tìm. Và nó cũng có cái điều may mắn á.
là nó được nhiều các vị mà hảo tâm, cũng còn làm cũng những cái vị mà cô chú ở đây á, là họ đến đây họ làm bằng cái tâm, họ quét rác, họ chăm bông đồ này nọ. Những cái cô chú đây là họ công giáo, tôn giáo bạn đấy, tôn giáo bạn họ, các vị có tâm lắm. À, còn riêng thầy mới biết được cái phần này là được cũng được 3-4 năm rồi, nên là làm màu bia lại. Thầy khi mà biết những cái phần mộ nó rất là bằng bê tông mà nó bị mục hết rồi, nên thầy mới nói nhân nhờ mạnh tất cả các vị mà hảo tâm mới làm lại phần mộ bằng đá hoa cương cho nó trang nghiêm, để giúp cho những cái mà những đồng bào chúng ta bị xấu số được cái phần an ủi. Nó là tinh thần của người dân tộc của Việt Nam mình, họ đáng thương. Bởi vậy mà tụi con biết là trong kinh mà Du Dài Diệm Khẩu á, trong cái nghi khoa mà cúng như Du Dài Diệm Khẩu có nói: đầu lâu tôi nhìn bạn đáng thương, xót thương kiếp người sống bao lâu, trời lặn trăng lên qua lại. Ý là cái này, đoạn này nói á, là những cái phần mộ vô danh này họ không có thân nhân và cũng không có một ai để quan tâm cúng dường, nên cảm thấy lạnh lẽo. Bản thân họ đã chết vì tai nạn không là rất là đáng thương rồi, nhưng mà lại như vậy không ai quan tâm. Mà bây giờ được ở đây các vị quan tâm này rất là có một chút cảm động. Nên chính vì mà làm vậy chúng ta bẻ được cái niệm cô đơn của họ, họ sẽ siêu, chứ không phải là do tụng kinh mà để họ siêu. Nên đối với đạo Phật á, dù chúng ta làm cái pháp bố thí hay gì đó, nhưng cũng phải mang cái tâm mình trước làm xong. Vừa bày bố nó phải đẹp, bày trí nó phải đẹp, cộng với chúng ta làm xong, chúng ta phải gọn sạch nghiêm trang, đem thức ăn này tặng cho người khác, cho người sống ăn. Tại vì thức ăn này có thể ấy được, họ phần âm họ ăn bằng xúc thực, bằng cái xúc thực là bằng cái tưởng nghĩ của ta. Nên cái phần này, có nhiều người họ nói là thức ăn này không có ăn, người dưới không được ăn tất cả, tại vì người âm chỉ ăn bằng cái thức, còn chúng ta bằng cái vật lý, nên hai cái khác nhau. Chưa có nhiều người nó ăn về học ngu đâu không thấy, mà thấy mình bỏ hoang phí thức ăn rồi đó. Thức ăn này mua bằng tiền rất mắc mà thức ăn này mình có thể tặng cho những người mà ăn mang, thì mình tặng cho những người mà cần ăn hơn, những cô dì chú bác mà họ lao động lụm ve chai hay lao động mà đáng thương, tặng cho họ cũng là một bữa ăn đỡ phải tốn tiền. Dạ thưa thầy, con đây là những cái phần tâm linh mà người thân chưa có nhận được nên là bộ vô danh. Vậy thì đối với cái phần dương đó, thì những người mà người thân của họ làm việc công quả tích, làm việc công quả là tích đức nè, thì những phần âm mà người thân họ có thể, người âm có thể cảm nhận được, và có thể người dương có thể hồi hướng cái công đức được cho họ để họ siêu thoát không ạ? Nói theo kinh thần của kinh Địa Tạng á, ví dụ như cha mẹ ông bà mà mất á, con cháu mà làm được cái phần công đức á, trong 7 phần công đức người chết chỉ được 1 phần, còn 6 phần thuộc về người sống. Tại đó nhân quả mà. Nếu mà làm được 7 phần thì, bởi vậy ngày trong kinh Địa Tạng á, ngày phẩm thứ 7 á, có nói ngày ông trưởng giảng có hỏi ngày Địa Tạng, nên ngày Địa Tạng có khuyên là vậy lúc sống hãy nên làm trọn để hưởng phần, để hưởng trọn 7 phần công đức luôn, chứ đừng để lúc chết rồi để người con gái. Bởi vậy chúng ta mà khi dỗ quải á, khi tắm dỗ mà, hay khi giáp năm, hay là khi mà kỷ niệm ngày mất của người thân mình á, chớ làm giết trâu mổ bò làm gà, mà chúng ta năng làm cái việc mà phóng sanh bố thí. Ngay cái gian ghi mà muốn cho một xíu thì tụng kinh niệm Phật để hồi hướng công đức cho cái hương linh. 7 phần công đức thì người mất được 1 phần, dù họ ở cảnh giới nào họ cũng nhận được phần công đức đó. Chứ chúng ta mà cứ ngày đó chúng ta sát sanh hạ này nọ thì dẫn đến hương linh họ bị liên đới với chúng ta. Nên cái này nó thuộc về vi tế thì chỉ có những người mà đi sâu vào vấn đề về thiền định mới hiểu, chứ còn mà nói trên dựa trên thần kinh thì nó không có bằng gì bằng chứng, không có chứng minh. Nhưng mà với cái theo kinh văn của Phật nói thì chúng ta nên làm công đức đi. Ví dụ như mình muốn cúng vong linh thì cúng chay, đừng cúng mặn, giống như cúng chay để chuyển hóa vong linh, chuyển hóa thì chúng ta còn ăn thịt, lấy mạng sống của loài này cúng cho loài kia thì không có đúng theo tinh thần của nhà Phật từ bi. Nên chúng ta mới chuyển hóa từ lấy cây cỏ, thức ăn ăn chay để chuyển hóa cho vong linh. Mà Phật thật sự vong linh họ không
cần ăn thịt hay là ăn cái gì, trừ khi nào những cái vong linh mà nó là quỷ đi, họ cần ăn gà, họ nói gà. Chứ theo vong linh người đó thì không cần ăn ấy. Khi mà mình dùng, chúng ta dùng tâm thức chúng ta chuyển hóa cho họ thì họ ăn được, chứ không cần phải chay mặn. Nhưng mà quan trọng là dùng cái thức chay để chuyển hóa nhanh hơn. Giống như con một cái người á, một người đói á, một người mà đói nhiều ngày á, cái đầu tiên là không cho họ ăn cơm, phải cho họ ăn cháo loãng, uống nước muối trước, xúc cái bao tử trước, rồi mới ăn cháo loãng. Chứ mà mấy người bệnh mà nặng mà con đưa ăn mà thức ăn tinh khô vô là chắc chắn cái bao tử nó sẽ bị lét liền. Phải như là ăn thức súp đồ, nó nhẹ nhàng trước. Bởi vậy những người hương linh này họ đã giống như họ bị bệnh giống như vậy rồi, thì mình đừng có cho họ ăn cúng thịt thà gì hết. Cúng mạng sống chúng sanh họ sẽ bị nặng hơn. Nên tại chúng ta cúng hóa trai, dùng cái tưởng, cái thành tâm của ta để cúng. Chứ không phải là chúng ta cúng mạng họ, họ nói là vong linh ba tôi lúc, cha mẹ tôi lúc sống ăn thịt, giờ cúng chết không? Không phải, họ không ăn là do chính chúng ta ăn. Chúng ta ăn, chúng ta cúng vô trước, cúng cho chúng ta lấy thịt ăn, chúng ta thèm ăn. Chúng ta làm trói hương linh vô cái vấn đề đau khổ đó. Nên các vị phải hiểu á, khi làm việc gì á, cũng nên làm bằng cái tâm mình. Tại vì cái câu á, hiếu thế gian cơm ngày no đủ thôi. Hiếu của người tu á, biết cái tu á là giúp cho cha mẹ mình siêu sanh. Chứ siêu sanh là không phải là chúng ta chỉ có đốt nhang cúng kiến là siêu sanh đâu, mà bằng cái tâm mình làm những cái phước thiện hay hồi hướng. Hương linh họ không cần phải ăn bằng cái, những cái làm đấm ma to, mà chỉ cần chúng ta làm sao để hồi hướng hương linh. Chứ không phải là làm cái gì để mà cúng to khóc lóc là họ làm hương linh mới siêu. Mà thế gian họ không hiểu cái điều đó. Họ cho rằng cái đó là nhu cầu để là hiếu. Thực sự đó là trói buộc hương linh. Giống như giờ một người mẹ mà chuẩn bị lên máy bay đi nước ngoài, nghe đứa con nó khóc có đi nổi hay không, làm cho hương linh phải, khi mà người thân mà khóc á, hương linh họ không có thể nở nào đi siêu. Họ cứ lanh quẩn, họ làm những cô hồn ngạ quỷ, rồi cuối cùng họ làm ông bà của quyền nên dỗ quải phải mời về, không mời trách móc chôn hương linh mà không làm, không gia chăm sóc hương linh cũng buồn tối. Nên con cháu cũng bị quở, của quyền quở thì con cháu làm ăn khá cũng đổi thừa hương linh. Mà thật sự bất hiếu là không ăn. Khi mà con đã bất hiếu thì không có thể làm ăn được. Người bất hiếu làm sao làm ăn được, đúng không? Bất hiếu là cái tội lớn nhất của con người. Nếu mà chúng ta, ngay cả Đức Phật đản sanh, cái tiền kiếp của Đức Phật cũng là một người con bất hiếu. Nên Đức Phật mà có kiếp đó, Đức Phật quýnh cha quýnh mẹ mình, Đức Phật bị đọa xuống địa ngục, trên đầu phải quấn kẽm sắt, ở dưới ngồi bằng trong trên chảo dầu. Rồi Đức Phật thấy những người mà những chúng sanh kế bên của ngài cũng có tội bất hiếu đó, cũng chịu đau khổ đó, ngài mới động lòng, ngài từ bi, ngài mới hỏi ngục tốt á, những người đó bị gì, những vị đó bị gì. Ngục tốt nói là bị giống như ngươi. Đức Phật mới nói là tôi phát nguyện chịu thế hết, nhận hết tất cả các đau khổ của những người ở đây về tôi. Khi mà Đức Phật vừa phát nguyện, cái dòng kiểm gai trên Đức Phật rớt xuống thành dòng hoa, cái bằng trong biến thành ao, thành hoa sen. Tại vì sao? Tại tâm từ cảm hóa được dọn dẹp. Nên cái câu là Nam Mô Ban Sơ Ngục Tốt Phát Đại Thệ Nguyện. Phát Đại Thệ Nguyện là cái Đức Phật là một triệu ngục tốt như vậy mà phát nguyện để nhận hết tất cả đau khổ chúng sanh về mình. Nên khi mà lại Phật có một cái danh hiệu Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là tiền thân của ngài là vậy. Nên chúng ta tu Phật đó, chúng ta phải hiểu cái giá trị của Phật là giá trị của từ bi. Chỉ có từ bi mới cảm hóa được vạn vật thôi. Từ bi mới có cái là mới được cái sự mà an lạc nhất. Nên chúng ta thấy cuộc sống này con người ta giả từ bi cũng có. Giống như chúng ta đến đây chúng ta cúng rất tốt, bố thí rất tốt, nhưng mà chúng phải tốt đẹp hơn là chúng ta phải làm sạch cái nghĩa trang, làm sạch khu đây để cho những cái phần này đó người ta đã xấu số rồi, người ta đã tội nghiệp rồi. Chúng ta bày vẽ cúng để đây với hình thức nào thì xong, chúng ta để lại rác rến rất là nhiều, và nó mất đi nhiều cái mỹ quan. Và cái những cái người mà họ không phải là tôn giáo, họ không phải tôn giáo Phật giáo, họ đánh giá những người Phật giáo là những người không có một cái gọi là chỉnh chu, là luôn luôn là đi đâu rác rến đó. Là mà đạo Phật là đạo rất là khoa học, đạo rất là nhân văn, mà đạo rất là trang nghiêm. Chúng ta làm gì nó phải trang nghiêm, bằng cái tâm mình mới trang nghiêm chứ. Bày biện cúng hình mê tín là chỗ nào cũng có cúng như vậy không được. Chúng ta cúng chúng ta phải làm một cái gì cho nó trang nghiêm, mời mọc đàng hoàng,
giống như giờ con mời tiệc, con đãi tiệc cho nhà con, đãi tiệc con mời khách đến mà con bày vẽ ai dám ăn, phải mở trang nghiêm lịch sự, trang trọng mời người ta. Thì cái phong linh này cũng vậy, mình phải sắp xếp sao trang nghiêm trang trọng mời họ đến, dùng tâm mời. Nên nhắn ngủ với lại các cả huynh đệ đạo hữu nào cúng thì chúng ta nên nhớ là phải mang cái giá trị trang nghiêm của Phật giáo, là làm phải trang nghiêm, và khi xong hết rồi dọn sạch để cái nghĩa trang á nó sạch sẽ. Nó là một cái người phần này họ đã giáo xấu số rồi, họ cần cái mà cái đẹp hơn. Chúng ta biết làm đẹp cho chúng ta mà chúng ta lại chúng ta cúng thì thành nó cuối cùng thành là rác rến thôi, nó không hay, nó không có mất đi cái thẩm mỹ. Mà đạo Phật là đạo như vậy.